Ja. Hallo. Xin chào hết. Chào một ngày đẹp. Ngày 15 tháng 4 năm 2024. Với từ đề hôm nay đảng cực đoan đảng cực đoan afd đảng cực đoan afd ừ. Và trước khi đi vào chúng ta cũng là Đi theo một lục một tí xíu Thứ nhất là Đức Sau đó Chúng ta sẽ Đi Nga Rồi đi Đâu Đức giờ đi Georgian chicai chào nga đi thăm china đi thăm ukraine và israel và cuối cùng sẽ là mỹ còn thời gian chúng ta cũng mổ sẻ một tí xíu về đảng cực đoan này một tí xíu chúng ta mổ sẻ thêm tí xíu nữa Hôm nay thì không có nhiều nhưng mà chắc chương trình ngày mai sẽ có nhiều dài ảnh. Bây giờ trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy nhìn xem. Đây. Mấy bữa thì mình cũng đưa hình ảnh này nhưng mà chưa chính xác. Thì hôm nay tòa đã ra quyết định và truyền thông báo chí rầm rộ đưa tin này lên để cho dân chống biết cha này là tên gì cha này là hất 52 năm mươi hai tuổi sau khi bị kết án sử dụng vấn đề huy hiệu cấm của Hitler năm 1945 Và anh ta cũng đã bị phạt Coi như là 13.000 euro Và chịu Chịu cái mức án là tù treo 6 tháng nữa à, Lý do anh ta là đã Thay đổi lục lệ này, Tố tụng hình sự Và làm tê liệt tố tụng Trong thời gian vừa qua Anh không chịu chấp nhận Cho nên phải treo 6 tháng nữa Đó là hình phạt trong cái tuần vừa rồi vừa qua. Rồi chúng ta sẽ nói sơ nói nhiều rồi những cái clip trước mình cũng đã nói nhiều về vấn đề cha này và hôm nay có kết quả là phạt 13.000 và 6 tháng tù treo. Ừ. có một cái tin đất nữa hôm nay nhưng mà chúc mình để gần giờ chót coi xem là vấn đề luật pháp đất có một cái tin mới nữa à. rồi chúng ta đi thăm ghé thăm ngày qua mình cũng đưa cái hai cái hình ảnh này lên hai người này là cánh tay phải và cánh tay trái quản lý cái vấn đề nhân sự một bên là quản lý vấn đề nhân sự các tỉnh và một bên nữa là trong cái quốc hội đức bà ta là bà ta là lãnh đạo các nghị sĩ trong quốc hội đó còn đây là lãnh đạo các tiểu bang ừ, các tiểu bang rồi bây giờ chúng ta đi tới à, có có cái nước đang đang có một cái sự bạo loạn kia ở Huyên cái ừ. thì coi organ này là cái đang nổ ra vấn đề bảo tình đó. Ừ. đây đang nổ ra vấn đề bảo tình, à, có nổ ra lớn hay không? À, người ta đặt câu hỏi là có nổ ra lớn không? Vì Georgian này là trước đây là cũng là phụ thuộc vào Ukraine À phụ thuộc vào Putin à. Bây giờ thời gian người ta sống lại Putin không còn thích hợp nữa Cho nên là bắt đầu người ta biểu tình Biểu tình để muốn ngã về EU À Coi như là mấy biểu tình rầm rộ à, rầm rộ khủng khiếp bạn muốn xem chi tiết thêm thì là phải chờ vài ngày nữa xem cái tình hình nó biến cố tới đâu qua ừ. wow, bưu tin là đánh như thế này người ta cũng đang lo sợ người ta ngã về ngã về Châu Âu hết ừ. có một sự bảo đảm an toàn ha đó là không muốn lệ thuộc vào lý do nữa. Rồi chúng ta đi đi cai một tí xíu. đi cai sao? Trong cái tình thế này tì cai và chúng ta xem một cái hình ảnh biểu tình nữa. Kẻ óc đang đứng lên biểu tình trong lên cái này là trong đêm mà người người dân tụ tập tức là đông để phản đối chính viện việc, việc. À, để phản đối chính quyền ra để phản đối trong những ngày chờ xem cái này có sập hay không chính quyền này có sập hay không thì cũng phải chờ xem qua chúng ta đi tiếp theo một cái chương trình nữa đó là cai Tikka tại sao mình nói Tikka? Tikka là vừa qua đã hỗ trợ đã hỗ trợ cho, cho cái thủy Hamas ừ, và lên tiếng binh vực. hiểu không? Lên tiếng binh vực. Tại Tikka cũng là đạo đạo hồi giáo cho nên là lên tiếng binh vực và từ Hamas này. Và trong cái thời gian mà chiến tranh xảy ra như vậy thì tiêu cai này đã đón nhận trên một ngàn thành viên hai mát bị thương để mang về điều trị tại bệnh viện tri cai ông ta cũng đang nhức đầu đấy bạn ừ. ông ta cũng bị đang nhức đầu vì coi như hỗ trợ cho tổ chi bây giờ không có đường chạy nữa không có đường chạy hai mát không có đường chạy nữa phải chạy về từ cai từ cai để nhờ sự hỗ trợ băng bó và vết thương uhm. rồi ti cai bây giờ chúng ta đi qua ti cai rồi thì chúng ta cập nhật thêm vấn đề vấn đề Ukraine Ukraine ngày qua là đã gặp và ông này thủ tướng Ukraine đây tổng thống còn đây ngoại trưởng từ Linh trong ngày qua là mờ quá cho nên không thấy hôm nay rõ ràng hơn một tí xíu ông ta đã gặp gặp trong một cái sự bí mật những cái tin gì mới sắp xảy ra chúng ta chờ xem coi có chuyện gì thứ nhất chúng ta cũng phải đi tin vui ở ukraine đó là gì đó là litva latvia latvia đã đóng góp 10 triệu cho vấn đề sáng ký kiến mua đạn pháo đạn pháo ừ. do một cái nước nào đó dẫn đầu à. Và với số tiền mua này là khoảng 800.000 đạn pháo 800.000 đạn pháo ừ riêng cũng đã hỗ trợ hơn 10 triệu ừ. rồi còn một tin vui nữa hỗ trợ cho Ukraine 1.000 máy bay không người lái ừ. và tháng 6 trong vòng tháng 6 sẽ đem đến ừ. bắt đầu tháng 6 thì nên đó dùng cái đó là tin vui à. đóng góp mua một phần để mua 800.000 viên đạn 800 ngàn 80 ngàn quả đạn quà wow, cũng nhiều quá chiến tranh nhiều tiền lắm các bạn cho nên đừng rải ra chiến tranh chiến tranh là nhiều tiền khổ sở à. rồi à bây giờ chúng ta đi tới Israel Israel sao sau khi mà đồng minh không hiếp phà nữa đó cắt quyền trợ súng đạn thì ít chơi một mình và tấn công xuống cái cái dãy ra ra pha gì đó gần ai cập miền nam dãy gaza thì sau khi mà tấn công vào đó thì là gặp một cái coi như là ổ hang cuối cùng của hai má và những cái người mà trú ở nơi đó là nằm ở đâu các bạn nằm ở trong cái liên hợp quốc, à, khu mà khu liên hợp quốc bảo trợ. Anh ta không có đường cứu do đó để để liên hợp quốc bảo trợ nhưng mà tụi X đã đến xe đã tấn công Liên hợp quốc ECA. à anh dùng cái liên hợp quốc Cái liên hợp quốc chẳng qua là đứng giữa trung gian để bảo coi như là giữ gìn hòa bình nhưng mà anh lợi dụng cái chỗ mà liên hợp quốc anh vô anh chú ẩn mà liên hợp quốc coi như là cũng là đồng lõ đồng lõ lấy lại tụi hai má ra, cho tụi này vô ở chú ở chồng ừ. và sau khi mà đánh chiếm cái khu vực đó rồi liên hợp coi như là để sẽ đưa lên một cái video quay lại toàn cảnh cái tụi này nó trú ẩn chỗ đó phải mong nói chung là bể mặt ha. bể mặt mũi liên hợp quốc đưa người ta phải ra tòa tại sao không giải giải viết cái tụi kia mà tại sao cái nhà xn là cứ cứ đổ lỗi ừ. nó, nó, do, nó vô nó vô thẳng luôn vô cái chỗ mà liên hợp quốc nơi đó là gì là nơi đó để giải quyết vấn đề tranh cấp là cứu trợ này kia anh hết đường chạy anh chạy vô đó để liên hợp quốc can thiệp và thì không có được nhưng mà cái xe nó đánh và đưa video để làm sáng tỏ lên làm sáng tỏ lên truyền thông báo chí không có thể nào bao che cho chỗ này được nữa ừ và liên hợp quốc cũng không thể bao che cả. À, rồi đi tới China Sau cái vụ đó thì bây giờ chúng ta đi cho China trong thời gian sắp tới sẽ xuất khẩu hàng loạt xe điện qua Mỹ. Ừ. Thì à, để cạnh tranh ừ, đất này biết có chịu nổi qua và nó đất cũng cũng có những cái hãng mercedes hãng mà hãng xe nổi tiếng đang ở bạn chẳng hạn như fawe hoặc là mercedes Đức những cái tập đoàn này cũng đang nhức đầu ví dụ này trung quốc qua nhưng mà quan trọng là anh có chạy tốt hay không là điều đó điều quan trọng thôi à, miễn sao chạy dài với anh hư chạy dài vừa xe điện thì đóng đưa vấn đề nọ cái đó là China còn ở China nữa là là sắp tới sẽ đón Putin tin ngày nay hay ngày mai gì đó. Ừ. Rồi chúng ta xem cái hình ảnh ngoại trưởng Mỹ, ông ngoại trưởng Mỹ Nha. trước truyền thông báo chí, trước truyền thông báo chí anh ta đã nói gì? ừ uhm. nga phải tàn nga phải trả giá rất là đắt sự tàn phá trong hai năm vừa qua ảnh à, lên báo chí anh truyền thông đó. trong chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ uhm. anh ta cũng nói là nhận thiếp bị những thiết bị quân sự đang trên là tới à, hiểu không? và coi như à, tiếp tục tiếp tục đến ừ, đã tới nơi rồi và còn những cái thứ khác nữa đang trên đường tí anh nói là sau khi mà vũ khí đến Thì này vũ khí này đến Sẽ là cơn ác mộng cho Nga Nói chung là hơi mệt ừ. Và ông Selenki Còn Nói thêm Xin thêm Hai hệ thống Patriot này, Hệ thống phòng thủ Của Mỹ Để đặt ngay cái chỗ ca kiếp Chúng tôi cần ngay cái chỗ và ông nói sẽ đến kịp thời trong cái nay mai sẽ đến không cần phải lo thì ông tới ông chủ yếu là ông nắp nắm bắt tình hình rồi ông về ông báo cáo lại chính quyền tổng thống nên cấp cái gì cái gì cái gì đó thì mình mới chờ tới tuần này đây tới thứ bảy chủ nhật thôi bạn còn mấy ngày thì chiến sự sẽ ác liệt hơn Ha. Chắc là tin hôm nay là sáng sủa hơn Có thể là sáng sủa hơn cho Chị Hàng cũng đã đến rồi ha. Bây giờ Tới nước Mỹ bây giờ chúng ta đi Đi tới chùm Chùm là lại Chùm vừa qua lại coi như là xong một chuyện Xong một chuyện là người suy dâm hình thì không đó đây nhưng mà ngày mai mình nếu mà cái chuyện này nó còn rầm beng mình sẽ đưa hình 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 quái quỷ này đưa lên để cho các bạn biết mà các bạn nên tránh xa cái vụ này à. <laughs> tại sao phải tránh xa rất là nguy hiểm Ừ. cho nên là hôm nay lại có một chuyện mới nữa ông Trâm lại có một chuyện mới nữa à, bây giờ ngày xưa là Cohen là một cái luật sư, hiểu không? Từng là nhờ ổng giúp đỡ và giờ đây coi như là phản bội, phản bội bây giờ chúng ta trong những cái ngày tới chúng ta sẽ nghe những cái tranh luận nghe những cái tranh luận tiếp theo chứ bây giờ thì bây giờ cái vấn đề kia đó là bây giờ tới cái trường hợp này nữa như thế nào nữa thì cũng chưa biết cho nên là trâm tiếp tục còn, còn tiếp tục hay là như thế nào chúng ta cũng chưa biết không đi sâu về này tại vì bây giờ mới để lại là một nhân chứng mới nữa đưa ra kiện tổng gì tầm lâm hết nói chung không có xuân xẻo cho ông trầm hết chỗ này đến vụ khác nó có nhiều vấn đề quá Ừ rồi chúng ta đi sớm một tí xíu bây giờ chúng ta đi mổ xẻ mổ xẻ cái đạn AFT cái đạn này cái đạn quái vật này à, hôm nay đây. cái đạn này ừ. đạn này chúng ta phải mổ xẻ lý do hôm nay ảnh phải phải phạt coi như là phạt một người ba và tiền treo 6 tháng riêng đối với anh còn mai mốt là những cái tên kia phải lòi ra còn còn gì khi mà khi mà tình hình bây giờ chúng ta đi lý do anh cha này á là coi như là một cái khẩu hiệu của của Hitler ngày xưa nó cấm thì là ảnh đem ra ảnh vận động cho nên là đụng tới cái hiến pháp của nước Đức Cho nên mới mời ảnh đi hào tòa Trong cái thời gian hào tò vừa qua rồi đó, Thì anh ta đã phạt 13 ngàn Và 6 tháng tuần theo Đó là riêng về anh ta Thì anh ta hình như là cũng có một cái Trước đây cũng có liên hệ với lại một cái tên Nasi Thầy Áo với mục đích là khi chiến thắng sẽ là tiêu hủy toàn bộ những cái người copy những cái người copy đây là những cái người mà có vợ đất mà chồng nước ngoài sinh con ra là kêu là copy đó triệt hạ thu tiêu còn những cái người mà sống lâu năm ở đây có quốc tịch cũng bị triệt tiêu Ừ, qua cái một cái băng ghi âm đã của người anh đã đưa lên truyền thông báo chí và có cuộc cấm cha ra này không cho phép ông này qua nước đất, đất nữa từ đó mới rộ tin ra là cha này mới hỏi tội hỏi tội cha này hỏi trời hacker này cha hacker này à. Rồi Và sao nữa Từ đây về sau tới năm 2026 Thì là cái đảng này sẽ bị Tòa án bảo vệ hiến pháp Tòa án bảo vệ hiến pháp Tòa án bảo vệ hiến pháp này Theo dõi trong suốt thời gian này Thì lý do Là đã phát hiện ra cái tình báo gián điệp nằm tại bỉ bút xe ra thượng nghị sĩ Bắc Tây China trong cái thời gian vừa qua mình cũng đã đưa hình ảnh rồi đó cho đó thì cả hình như cũng là nhận tiền của Liên Xô nữa thì cái đảng đó bây giờ còn cái hai con mẹ này những ngày tới nó như thế nào những ngày tới sẽ diễn ra rất là tình tiết ạ à. đây cha này cũng dính chàm rồi ha. cha này cũng dính chàm bắt tay lại ngoại trưởng Sinh, uh, liên xô và bà này cũng đã đứng ở mất cao chụp hình chắc có chuyện gì rồi đó ừ. Đúng không? cho nên là cũng và chúng ta chia sẻ và trong quốc hội một cái đảng khác một cái đảng cực run hay là đảng linh gì đó đã đưa ra thông báo trước đảng ngày họp của đảng đến đây sẽ cấm đảng này hoạt động trong quốc hội không để những người này nằm trong quốc hội để nghe lén chuyện này chuyện kia cứ trong quốc hội của chính quyền Đất và đảng xanh này đề nghị cấm cái đảng này là không ngồi trong quốc hội nữa trong những cái ngày tới chúng ta phải nghe và tiếp thu xem tình hình nó như thế nào ừ, có một cái đảng green hay là đảng Green gì đó khiếu trong tương lai cũng mặn đưa tẩy chay cái đảng này ra khỏi ngoài vòng pháp luật Yo. bây giờ chúng ta đi tới đón thử cái đảng này nó ra làm sao trong những cái ngày sắp tới những cái ngày sắp tới coi như là tê liệt tê liệt tê liệt cái đảng này sẽ tê liệt lý do là sao mình đoán là những cái người mà ủng hộ từ trước cái này không phải tự nhiên người ta ủng hộ mà phải có cái tiền cái gì cũng vậy có đồng tiền là nó làm còn không có đồng tiền nữa thì bắt đầu là bắt đầu xa rời cái đảng này à. trong cái thời gian đảng này lên á đảng này lên 20% phần trăm hơn cái đảng xã hội cầm tiền lên dùng chuột như thế là nó có một khoản tiền khoản tiền không biết nhận từ đâu mua triệt mua chuột uhm, cấu kết với lại à, dân sự mua chuộc để thẻ, mua chuộc những cử tri à, tăng ủng hộ cái này lên bây giờ trong thời gian qua thì là giảm rồi giảm 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 năm phần trăm xuống rất là nhanh tệ bại à. và trong cái thời gian tới mình dự đoán là ghế ngồi ở trong quốc hội của đảng này sẽ bị giảm vì khi mà khi mà dân chúng không có ủng hộ nữa là giảm bớt đi từ 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 và dân chúng không còn hỗ trợ nữa nha không còn hỗ trợ nha những cái cuộc bầu tử sắp tới là không còn hỗ trợ nữa dưới năm phần trăm giảm còn dưới năm phần trăm coi như là đảng này loại không ngồi ở trong quốc hội nữa khoảng bốn phần trăm hoặc là bốn rưỡi là ra đi là đi dài dài luôn á à, tên tuổi không còn nữa không còn tiếng nói trong quốc hội nữa ừ. đó là mình dự đoán như thế và sẽ tan rã dự đoán cái này không còn lặp lại một lần nữa ừ rất nhục nhã cho cái đảng này à. đó là một cái sự do cái 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 vấn đề mà ghét người ao lên à, đến nay nông nổi như thế này ừ. không phải đất là chắc ăn đất xung quanh người ta cũng đang theo dõi đấy. Đức cũng có tình báo nước ngoài do đây theo dõi Cả theo dõi đảng này đảng kia Và khi mà bắt được rồi thì là Coi như là lên cái là coi như nhục nhã tan rã luôn Rồi à. Rồi Chúng ta Nhắc lại Cái hiến pháp của Đức mình cũng đã chia sẻ mỗi lần cái lên clip này là mình cố gắng chia sẻ chia sẻ chia sẻ để ai đó biết cái luật pháp này không những là đi mỹ không được thì đi đất hiểu không thì cái luật pháp đó, đó đã ký năm 2023 và năm nay là thi hành mà năm nay là đúng thời điểm thì còn một tháng nữa là bắt đầu thi hành tất cả để mình lấy cái này ra tất cả đều ai đã được ừ, ai đã được à, làm việc năm năm à, thì sẽ vào thi vào vô quốc tịch lấy cái bát này bắt đầu tháng tới Ai đủ điều kiện Giấy tờ đàng hoàng Thì vô Coi như là Già yeah. Coi như là Anh tự chăm sóc mình Chăm sóc là đây gì? Là Anh đi làm Trả chi phí Đóng góp cho xã hội uhm. Tự lo lấy là anh được Cái này mà do cái này, anh sẽ được cái quyền lợi. Anh được quyền lợi gì? Bảo lãnh. Con cái đi học khỏi mất tiền. Nói chung là đủ thứ. Quyền lợi xã hội đầy đủ. Đó là nhắc lại thôi. Cái này quan trọng. Là. Cái này là. Cái này bạn cầm cái này. Bạn cầm cái này Bạn có thể đi qua Mỹ Định cư được Ha Mình nói riêng cho các bạn Cầm cái này các bạn có thể đi định cư Được Mỹ Ha Ok Mỹ là lại này Qua lại bình thường ha. Định cư Mỹ thì cũng được Cầm cái này rồi là đi Mỹ không sao đó Ừ Đó Rồi Và Tháng 6 tới nè Thi hành Tháng 6 Thi hành lấy cái này Và Trường hợp đặc biệt nữa là Không cần phải 5 năm mà trường hợp đặc biệt nữa 3 năm thôi trong tương lai chỉ 3 năm nếu mà học giỏi học tài học năm trường hợp đặc biệt là anh ở lại đây, 3 năm thôi ừ. luật nó làm sao mình cũng đã chia sẻ hôm nay mình sẽ nhắc lại luật nó làm sao ký đưa ra năm 23 năm nay là năm thi hành tháng 6 này mọi người có thể nộp đơn xin vào vật tịch là đó bát chỉ là đó bát như là bát to bát, bát đây là hai cái bát anh được lấy một cái bát này và anh giữ là cái bát gốc của anh không cần phải thôi là hai bát ok là quá tuyệt vời lúc này sao anh muốn qua đây làm việc anh muốn qua đây học nghề anh muốn luôn qua đây tu nghiệp hai ngoại ngữ điều kiện là phải hai ngoại ngữ ha hai ngoại ngữ và ở dưới mức thấp là lớp chín và thứ tư nữa Phải có những cái điều kiện Ngân phiếu Để chuẩn bị Ngân phiếu đó là khoảng 30.000 cho hai năm Đầu tư vào Để gì Đầu tư cái gì cũng đầu tư vì sao hai năm đó anh lấy lại Đi làm tại đây luôn Học xong rồi đi làm tại đây luôn Không phải về quê hương Làm tại đây Vô quốc tịch tại đây ừ. Quá đẹp Còn sâu xa nữa không biết Còn ai mà thêm nữa Cao nữa thì phải tiền cao phải thì anh học cái này hai năm còn 3 năm thì giá trị tiền khác sinh hoạt nó khác còn 5 năm thì là giá trị tiền nó khác à, tiền ngân phiếu để đầu tư vô đó thì là khác đó thì đầu tư cái nào thì lấy lại cái đó không cần phải lo anh phải có cái khả năng mới được đó là chúng ta nói sơ về cái pháp luật đất này ừ. là tháng sáu này bắt đầu là thi hành mọi người làm việc đang làm việc ở đây tự chăm sóc mình có thể xin vào vô tịch đó xin là một công dân là do đó đủ điều kiện là chỗ mình được nhiều điều kiện lắm rồi Bây giờ à, mọi chi tiết nãy giờ mình chia sẻ với ai đó chúng ta đang lắng nghe nếu thấy trong cái 45 phút mà bạn thấy có cái gì đó bình luận ở dưới hoặc có cái gì thắc mắc đó thì hỏi để chúng ta đi đến một cái kết luận cho nó hoàn hảo hơn đến một cái kết luận nó hoàn hảo tốt đẹp hơn đó là cái bình luận của quý vị và tiếp theo nữa thì cũng nhờ bàn tay và khối óc của quý vị chia sẻ cái thông tin này cho nó rộng rãi giúp mình một tay gửi đến năm châu bốn bể nếu có người thân người kế bên quen biết luôn tiện chia sẻ những cái thông tin này để bậc làm cha làm mẹ làm anh làm chị mà có coi như là có em út gì đó ở nước ngoài ở ở quê nhà hỗ trợ một tay để cháu em đó, đó. sau này có một cái ước mơ mở cánh cửa đi ra ngoài để sẽ để học thêm học hỏi thêm những cái kiến thức ở nước ngoài nó ra làm sao đó là việc thứ nhất còn việc thứ hai thì cái gì cũng vậy bỏ đầu tư hôm nay thì ngày mai thì các anh các chị sẽ lấy lại cái số tiền đó không cần cần phải sợ mất đó là việc thứ hai thứ ba nữa là về mặt tài chánh thì sau này nếu có tài có tài hay thì làm ra được nhiều tiền có thể hỗ trợ cho gia đình đó là những cái chia sẻ của mình đến với cộng đồng mong cộng đồng giúp mình một tay để nhanh hơn một tí xíu với lại bạc và đừng quên đừng quên cái kênh của mình Kênh của mình đây à à YouTube Nguyễn YouTube hôm nay à nó tạo lên thì có nhiều cái chương mục ở trong đây à. à còn không nữa thì các bạn đi qua cái mục lục này còn nếu mà không tìm thấy thì qua mục lục này nè à bấm lên cooker để đấm nhẹ tay chữ N cũng được à? n à nó tiếp tục nếu mà tìm không thấy thì cứ tiếp tục nguyễn đặt ngang cái Ở ngang chỗ này nè à, chính giữa này. YouTube hôm nay thì là nó lên hát bây giờ mình để nhẹ thử nè, yeah. nó lên đầy hết à. chấm đỏ nè à. À. Nó chấm đỏ này thì bấm chỗ nào cũng được uhm. đấy khi chấm đỏ này lên rồi à. thì nó hiện lên màu xanh này nguyễn à. có logo này nè là đúng quá. ở dưới đây là nó một lên tinh giải ừ, là muốn bấm video hay là short hay là like soi xem xem đăng ký kênh đăng ký kênh cho mình like ủng hộ mình like ừ. giúp mình một tay chia sẻ những cái thông tin mà mình có dịp để lên đây chia sẻ cùng quý vị. Ừ. Rồi, hôm nay chương trình tin thì nó không đóng nhiều máy nó cũng tạm tạm. Ha. Thì qua cái thời gian 40 phút tôi đi thì lời cảm ơn của mình đến với độc giả nghe quý vị độc giả nghe đó là cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để đã xem hết những cái clip hôm nay và clip vừa qua xin chân thành cảm ơn và hẹn lại trong cái thời gian tới chúng ta có những cái tin đặc biệt nóng hội khác sẽ truyền cảm hứng đến với quý vị và cuối cùng xin chào